Chào các bạn, hôm nay tôi mời các bạn chúng ta cùng xem tôi đã trồng thành công cây hoa nhà Nhật. Đây là mùa xuân, cây nở rất là nhiều hoa, rực rỡ và tỏa hương thơm ngát. Đây là khu vực mà tôi đã tạo một bồn hoa để trồng các loại hoa, nhưng mà đây tôi đặc biệt là trồng cây hoa nhà Nhật. Hiện nay hoa đang nở rực rỡ và tỏa hương thơm ngọt ngào. Thì các bạn thấy đấy, nó nở rất nhiều, nó gần hết tất cả các cái nụ. Mùi thơm của nó ở xa hàng 200-300 mét vẫn ngửi thấy. Và bên cạnh đây tôi cũng đã trồng thêm là cây hoa dừa và những cây cứt dụ, cây câu, những cây cảnh tạo cho cảnh quan nó đẹp. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi.